đường 868B ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thanh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ha. Hai số điện thoại dưới màn hình là điện thoại này có xài Zalo để cho anh chị em cần liên hệ để trao đổi về tất cả các loại cây ăn trái ha, cây công trình cũng như là cây trồng bonsai trang trí vào những khu sinh thái ha. Đây là một cái khu của trung tâm cây giống rất là rộng lớn ha. Thì bên trung tâm cây giống là có nhiều cái loại cây ăn trái khác nhau nè, cũng như là cây này là cây chôm chôm Thái ha, chôm chôm Thái. Rồi bên đây là có vú sữa lò gèn nè, cây to ha, cây to cây lớn đều có, cây lão đều có nha. Đó, rồi bên đây thì có một cái cây nhãn nè, hoành này khoảng 80, ghép ba bo với nhau ha, tức là một cây nhãn một trên một cái cây nhãn như vậy là nó có ba hình thái trái khác nhau ha, ba kiểu trái nha. Đó, bên đây thì có cây sabo ha, sabo lòng mứt ha. Rồi bên đây cũng tiếp tục là có cây nhãn nè, nhãn này thì là nhãn long phụng châu nè, ghép chung với nhãn long tím nè, nhãn long tím đây mà còn thấy không, nhãn long phụng châu thì ăn trái cực kỳ ngon nè. Đó, đây là cái nhãn long, lá nhãn long phụng châu nè, không còn trên đó là cái nhãn long tím ha, nhãn long tím cũng đang cho trái rất là nhiều ha, đang cho bông nè. Đó, một cây như vậy nó ghép hai hình trái hoặc ba hình thái trái thì nó có ba cái kiểu trái khác nhau. Đó, bên đây cũng có một cây nữa ha, đây, và bên đây cũng là nhãn long phụng châu ghép nhãn long tím nè, đây nhãn long phụng châu nè ghép nhãn long tím nè. Rồi đây là cái nhãn long tiêu tứ quý nè ha, lỏng nhãn tiêu xưa nè. Đó, có rất là nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay, bên trung tâm cây giống sẽ lên đơn cho một chủ đầu tư ở xã thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nè. Chị cũng có lấy một số loại cây cần thiết như là nho thân gỗ nè, rồi sầu riêng ghi sáo, mít thái da xanh, dừa dứa. Đây thì chủ đầu tư cũng có đến trực tiếp bên trung tâm cây giống là cũng có lựa những cái loại cây nè. Đây là cây mận hoàng yến ha, còn thấy cây mận hoàng yến không, mận hoàng yến nè, trái nó ra cây bự như vậy, trái nó ra rất là nhiều nha, là bông nè, như là trái mận hoàng yến nó ra là gần như là liên tục luôn, nó liên tục luôn cái mẫu trái của nó nè. Khi mà chúng ta trồng thuần đất rồi thì cái mẫu trái ăn rất là ngon nha, giòn giòn. Rồi bên đây thì chủ đầu tư cũng có chốt một cái cây mận hồng MRT, mận hồng MRT đang cho trái quá trời luôn, cho bông và cho trái nè, gói là rất là kỹ cho chủ đầu tư này ha. Cây nguyên một chùm này ha, mận hồng MRT là hay còn gọi là mận đỏ Đài Loan đó, một trong những loại mận được đánh giá là ăn ngon nhất hiện nay và trái được rất là nặng ký nha, đặc ruột luôn, ngon ha, ngon nè. Chủ đầu tư cũng đến lựa những cái cây nè có trái sẵn nè, thấy không, đây cái trái nè quá trời trái luôn. Rồi trong nó có những loại bông rất là nhiều, thì những cái loại cây có trái như vậy thì đem ra đem về mình trồng thì mình để trái mình thưởng thức luôn ha. Và tiếp theo là một cây bưởi ha, bưởi lông cổ cò. Rồi bên đây thì cũng có một cái cây nhãn nè, nhãn thanh nhãn ha, thanh nhãn và nhãn lông tím. Rồi vú sữa mica, vú sữa mica tím không ngủ đó. Và đây là một cái cây nhãn lông tím nè, một lông tím nguyên thủy nè, cây này nguyên thủy nè, cây cũng đang có trái ha, đang có trái. Thì chủ đầu tư chọn những cây có trái như vậy là đem về là mình có trái để mình thưởng thức luôn. Đó, bên đây thì có cây sòi cá hòa lộc, sòi cá hòa lộc thì một trong những loại xài vú chín ăn cũng rất là ngon nhất hiện nay. Thì chủ đầu tư cũng chọn thêm một cái cây nho thân gỗ để trồng phong thủy trước cửa nhà mình nè. Cây nho phong thủy thì thoát thân nó khoảng tầm 40 xăng ha. Cây là đang trong cái tình trạng là có bông rất là nhiều và có trái nè, trái nó khô, bông gần như là nó chi chít luôn. Cây nho thân gỗ mà chúng ta trồng trước cửa nhà ta, chúng ta làm mà cái phong thủy rất cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt này, thấy không? Đó nè, còn quay lại cái bông nè. Đó, nho thân gỗ tứ quý này là cái trái nó màu đen, ăn thì nó ngọt ha, nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Bà trồng phong thủy cực kỳ tốt nha, cây gần như là cho trái quanh năm luôn. Và bên đây thì chủ đầu tư cũng chốt những cái loại coi như là một cái cây quýt đường nè, quýt đường này đang cho trái này, thấy không? Hai trái, ba trái luôn. Ba trái này, trái này chín thì nó ngọt nha, còn sống thì nó chua, chín nó ngọt. Đó, chủ đầu tư đã chốt rồi thì mình sẽ bấm vào những cái giấy như thế này nè cho chủ đầu tư để tránh cái trường hợp giao đơn hàng nó lộn ha, nó lộn ha. Thì đây chủ đầu tư cũng chốt, thì bên trung tâm cái giống thường thiên ghép xe đi, ghép xe cho chủ đầu tư theo một cái khu vực như là thị xã Hòa Thành nè, và dưới đây là Đức Huệ nè, ở Đức Hòa chủ đầu tư cũng chốt cái cây lớn của chị Châu Dung, cũng chốt cây lớn nè. Đó, cũng một dọc luôn. Thì bên trung tâm cây giống sẽ ghép xe đi giao hàng đến tận nơi cho bà con và có đội ngũ kỹ thuật đến trực tiếp trồng cho chủ đầu tư luôn đó, và có những cái loại phân thuốc cần thiết để kích thích giai đoạn đầu đó. Thì anh chị em nào quan tâm tới thể loại cây cho cây lỡ muốn trang trí vào những khu vườn, khu nghỉ dưỡng, những khu nghỉ dưỡng của mình, ăn khu sinh thái, thì anh chị em có thể gọi về cho trung tâm cây giống theo hai số điện thoại trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn cho kỹ cho bà con, và bên trung tâm cây giống có tất cả các loại cây ăn trái luôn, từ cây sồi nè, cây mặn nè, cây bưởi nè, cây nhãn nè, chôm chôm nè, mít nè, mãng cầu nè, nói chung là có tất cả các loại cây ăn trái tùy theo thể loại anh chị em nào muốn trang trí vào khu vườn mình, những loại cây như thế nào độc lạ mới cũ đều có hết cho bà con. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.